quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Fanático de lo que haces, quédate aquí, te conviene. Sé que reparamos en las bases. Yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces. Tantas son las horas cuando estamos solas. Que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud. Tengo que voy a confesar ahora. Ahora, por si después me ignoras. Hello các bác, mình giới thiệu các bác cặp loa cực kỳ nổi tiếng. Đấy. Cặp này rất nổi tiếng các bác nhé. Đây là cặp lưới 66. Em lại về tiếp. Nhạc vàng em đã test clip trước. Clip này thì em lại test cái nhạc kiểu Latin DJ. Đấy, tức là em này nó rất là đa năng. Không phải cặp nào cũng đa năng được các bác nhé. Nhưng mà với tiêu chí nhập hàng của em thì em thường chọn những cặp này. Một là đa dạng về cái thể loại nhạc. Cái thứ hai là dễ phối ghép. Đấy, bởi vì những cái mặt hàng của em làm chủ yếu là những cái mặt hàng bình dân, mặt hàng phổ thông. Đấy, để tất cả anh em có thể chơi được. Đấy. Cặp lấy 66 này thì nó so với những cái dòng bình dân thì nó là có thể gọi là khủng. Bởi vì chất tiếng nó đánh rất là uy lực. Sử dụng 2 bát 20, dáng cực kỳ cao to bê bệ nhá. Thùng nặng thì cực kỳ nặng rồi. Dùng một mình em bê, em không bê nổi. Chắc là nó cũng chắc cũng đến
30-40 cân một chiếc, nhưng cơ bản là kiểu nó cứng đấy các bạn. Bao xi măng mình vác thì ngon, nhưng mà cái cặp này một chiếc thì không bền nổi. Bên hông này ví dụ mình ôm tay vào đây thì nó lại trơn. Đó. Đây, các bạn nhìn đôi này mặt này, đẹp không? Cực đẹp luôn, màng bát này. Gân này. Gân thì đã thay rồi, gân chung thì chưa. Gân chung nó gân vải, còn gân bát là gân mút. Đó. Cặp này made in Đan Mạch. Dòng này thì các bác kết hợp được nhiều dòng nhạc, và thỉnh thoảng các bác hát karaoke cũng được. Chiều sâu của nó gần 40 cơ, cực kỳ nặng. Chơi dòng này các bác có thể ghép được những cái dòng Nhật, âm đi Nhật phổ thông thôi. Cứ Marang, Sansui, Đờ Nông, Lickman. Thường là thế, ít anh em ghép Akufe lắm. Tại vì dòng này nó không phải những cái dòng JBL, dòng đầu 4. À, đầu 4 và 4 số thì thường anh em có thể ghép Lickman với cả Akufe hoặc Đờ Nông. Còn những cái dòng lợi thì nó lại dễ tính hơn. Đấy, bản thân khi hãng người ta sản xuất ra ở cái mỗi cái model sản phẩm người ta đã định hình ở một cái phân khúc rồi, cho nên những cái dòng này là định hình ở những cái phân khúc gọi là khá khá. Do đó thì cái tiêu chí ghép âm ly nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đấy, các bác hình dung nó kiểu như nó không cành cao như những cái loa kia. Do đó các bác ghép những âm ly hãng âm ly bình dân chơi hết. Vừa rồi em ghép cái con này Pioneer. Đó. JBL LX66 các bác nhé. LX66. Rồi, cảm ơn các bác. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe tốt.